Thưa quý vị, dưới tác động của khối không khí lạnh, đêm nay vẫn sẽ tiếp tục là một đêm giá lạnh ở các tỉnh miền Bắc với mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc thấp dưới 15 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội có mức nhiệt dao động trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Sang ngày mai, miền Bắc trời vẫn còn nắng từ sớm, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Còn ở miền Trung, mưa vẫn đang xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phố, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Diện mưa vừa, mưa to trong đêm nay và ngày mai sẽ trải dài trên một dọc các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Phú Yên, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Sang ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời không mưa, mức nhiệt ngày ở khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, trời rét về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày. Còn với các tỉnh thành phố khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì trong ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ nhỉnh hơn, ở mức trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ngoài rãnh thấp xích đạo trục 6 đến 8 độ Vĩ Bắc và gió đông, thì từ đêm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên còn có thêm ảnh hưởng của không khí lạnh. Vì thế nên nhiệt đêm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm xuống, chỉ còn từ 17 đến 19 độ. Còn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới mức lạnh là 21 đến 23 độ. Sang ngày mai, trời nắng gián đoạn, mức nhiệt trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ trong ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Chiều và tối mai ở Tây Nguyên có mưa ở mức rải rác, còn Nam Bộ mưa rông sẽ xuất hiện nhiều nơi. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay Cà Mau và Kiên Giang sẽ xảy ra mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trên biển, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau đều có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, mưa rào và dông rải rác. Với khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 và biển động. Còn với khu vực Nam Biển Đông, thời tiết đáng lưu ý vẫn là những cơn mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.